theo kế hoạch số 194 của Sở Y tế, trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 10, tỉnh Điện Biên sẽ triển khai tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt thứ 14. Trong đợt tiêm này, người dân trên địa bàn tỉnh được triển khai tiêm 130.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm mũi 1. Cụ thể, các huyện Tuần Giáo 30.000 liều, Điện Biên 34.000 liều, Nậm Pồ 12.000 liều, Tùa Chùa 13.000 liều, Mường Ảng 14.000 liều, Mường Trà 10.000 liều, thị xã Mường Lây 4.000 liều, Mường Nhé 3.000 liều và Điện Biên Đông 10.000 liều. Theo Bộ Y tế, dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Do vậy, để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tăng nhanh diện bao phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục quan tâm, tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các hoạt động triển khai tiêm chủng, tuyên truyền thông báo cho người dân đủ 18 tuổi trở lên đến các điểm tiêm để tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và bố trí nhiều điểm tiêm chủng lưu động, đảm bảo các tiêu chí cơ sở tiêm chủng an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ việc tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.